Rồi cái nhà. Rồi cái nhà cuối cùng. Sao chạy vô? Chạy vô. Chạy vô nước trong này nè. Rồi cái nhà. Người đàn ông bật khóc nhìn căn nhà lần cuối trước khi tất cả đi vào lòng sông chỉ trong một phút. Hôm nay ngày 8 tháng 12, dân mạng rưng rưng nước mắt truyền tay nhau đoạt clip về vụ việc xót xa với dòng caption đi làm dành dụm bao năm mua được mảnh đất để cất nhà, tuyệt vọng chỉ biết đứng nhìn. Với nhiều người, để có được một căn nhà kiên cố, che mưa, che nắng là công sức, nỗ lực làm việc suốt nhiều năm dài. Thậm chí để có tiền xây được một căn nhà, họ còn phải đi mượn bạn bè, người thân mới có đủ. Thế nhưng vì một sự cố mà công sức, tài sản của họ đã đổ xuống sông, khiến ai nhìn thấy cũng phải nghẹn ngào vì đau xót. Mới đây, tài khoản T đã đăng tải một đoạn video lên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của nhiều người. Cụ thể, ngay mở đầu clip là khung cảnh ven sông, có một ngôi nhà đang bị lún dần xuống, xung quanh chỉ toàn tiếng khóc, tiếng la hét, khiến ai xem cũng cảm thấy đau lòng. Có thể thấy vì một sự cố mà những ngôi nhà ven sông đã bị lún xuống, chìm hoàn toàn vào trong dòng nước, chỉ sau vài giây ngắn ngủi. Chủ của căn nhà cũng không thể làm gì hơn, chỉ biết bất lực nhìn theo mà nước mắt lưng tròng. Người đàn ông vừa khóc vừa nghẹn ngào nói, rồi cái nhà cũng đi rồi. Được biết không chỉ có ngôi nhà của người đàn ông mà nhiều ngôi nhà khác cũng bị nhấn chìm xuống sông Cổ Chiên sau sự cố sụt lún tại tỉnh Vĩnh Long vào ngày 5 tháng 12. Ông NTH, một trong số những người dân có căn nhà bị nhấn chìm dưới dòng sông không kìm được sự đau buồn nói, đất và nhà đã chìm dưới sông, bây giờ 7 người trong gia đình tôi về nhà mẹ ở tạm. Hiện tại người dân đã được chính quyền địa phương hỗ trợ 2 triệu đồng và di dời đến nơi cư trú an toàn hơn. Chứng kiến những giọt nước mắt của người đàn ông trong đoạn video, nhiều người không khỏi xúc động. Một số khác cũng khuyên ông nên vững tinh thần, bởi nhà mất nhưng ít ra người còn đó có thể làm lại tất cả. Không chỉ riêng người đàn ông trong đoạn video mà những người dân mất nhà trong trận sụp lở có lẽ cũng rất đau xót khi chứng kiến công sức của cải của mình tích góp bao lâu lại trôi theo dòng nước. Hy vọng người dân sẽ sớm vượt qua nỗi đau, ổn định lại cuộc sống mới. Còn bạn thấy sao về cảnh tượng ngôi nhà đi vào lòng sông này? Bình luận cho chúng tôi biết đi nha. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.